Xin mến chào tất cả các bác. Và trong ngày hôm nay thì Đồ Đồng Việt Anh xin mời các bác ghé thăm một trong những công đoạn sản xuất ra bộ cuốn thư bằng đồng, trải qua những công đoạn thủ công như thế nào. Thì mời các bác cùng theo dõi video ngày hôm nay. Vâng, trước mắt các bác chính là cái công đoạn móc tỉa sắc nét, tạo đường nét của bộ cuốn thư. Tức là sau khi đã thúc nổi bề mặt thì miếng đồng tấm được dán lên bàn chám để cố định và định hình bàn chám có tính đàn hồi dẻo. Và từ đó thì những người thợ dùng những chiếc ve, ve có hình dạng, có những đầu nhọn, đầu sắc bén để tạo ra những cái đường nét hoa văn tinh xảo, sắc nét ở trên bề mặt cuốn thư như thế này. Và sau tất cả các công đoạn chính là thúc nổi, ám chạm, móc tỉa, tạo ra những cái hoa văn nổi tranh bông và sắc nét ở trên bề mặt và tạo thành một bộ sản phẩm như thế này, thì tiếp theo là đến công đoạn tạo màu. Trước khi tạo màu thì phải tẩy sạch những cái vết bẩn, vết lem ở trên bề mặt đồng bằng những cái dung dịch tẩy trắng đồng. Thì đây là đang trong quá trình tẩy rửa và tạo màu giả cổ. Và sau tất cả các công đoạn chính là thúc nổi, ám chạm, móc tỉa, tạo ra những cái hoa văn nổi tranh bông và sắc nét ở trên bề mặt và tạo thành một bộ sản phẩm như thế này. Thì tiếp theo là đến công đoạn tạo màu. Trước khi tạo màu thì phải tẩy sạch những cái vết bẩn, vết lem ở trên bề mặt đồng bằng cái dung dịch tẩy trắng đồng. Thì đây là đang trong quá trình tẩy rửa và tạo màu giả cổ. Sau cái quá trình rội nước màu thì nước màu giả cổ đã bám trên bề mặt tấm đồng, tạo những cái màu xanh rêu giả cổ như vậy. Tiếp theo đó thì những người thợ sẽ sử dụng máy mài để tạo ra những cái đường viền sáng tối, tạo cái chiều sâu cho bộ cuốn thư. Và tiếp tục cuối cùng đó là công đoạn xịt phủ bóng để chống oxy hóa, chống sự bay màu và bảo vệ được bộ cuốn thư được bền lâu hơn. Cuối cùng là hoàn thiện sản phẩm, đó chính là bộ cuốn thư màu giả cổ rất là sắc nét và tranh bông như thế này.